Blue Eyes White Dragon, tên thường gọi tiếng Việt là Rồng Trắng Mắt Xanh, một trong những lá bài và quái vật nổi tiếng nhất trong thế giới Yu-Gi-Oh. Và bạn có biết không, ngoài bản gốc là quái thú Normal Monster, nó còn có nhiều biến thể khác nữa. Cùng mình xem qua một vài dạng trong video này nha. Quái thú số 1 là Blue Eyes Shining Dragon. Quái thú này là dạng tiến hóa thăng cấp của Blue Eyes White Dragon, nhưng nó sẽ yêu cầu rồng ba đầu làm vật hiến tế. Như vậy, theo thứ tự này, chúng ta có thể xếp như sau: Blue Eyes White Dragon, Blue Eyes Ultimate Dragon, rồi tới Blue Eyes Shining Dragon. Có một sự kiện hy hữu khi chơi bài Yu-Gi-Oh! TCG ở ngoài đời là Blue Eyes Shining Dragon được bán ra vào tháng 8 năm 2004, còn Blue Eyes Ultimate Dragon tới tháng 1 năm 2006 mới được phát hành. Nghĩa là gần một năm rưỡi, Blue Eyes Shining Dragon không có chơi được dù là nó hợp pháp trong các giải đấu. Ngoài Blue Eyes thì với rồng đen mắt đỏ, chúng ta có thể tiến hóa của nó là Red Eyes Darkness Dragon, và phù thủy áo đen có dạng tiến hóa là Dark Eradicator Warlock. Cyber End Dragon có nét gì đó rất giống với Shining Dragon, như là những viên ngọc màu xanh ở ngực và trên cánh. Cyber End Dragon là hệ máy móc, machine, trong khi Shining có vẻ ngoài như là máy móc nhưng lại là rồng, dragon. Bạn sẽ thấy điều tương tự ở Number 107 Galaxy Eye Tachyon Dragon. Blue Eyes Shining Dragon chỉ xuất hiện trong phim điện ảnh Yu-Gi-Oh! The Movie Pyramid of Light. Nếu không có thời gian để xem trọn vẹn tập phim này, bạn có thể lên kênh YouTube M2Deal Channel để coi video tóm tắt nhanh nha. Trong phim này thì mắt của con rồng là màu vàng, mặc dù tên gọi chữ Blue Eye nghĩa là mắt xanh. Nhưng mà các bạn đừng có tin cái màn thể hiện của con này ở trong phim. Ở ngoài đời thì mặc dù không lọt vào top 10 các quái thú khó triệu hồi nhất, nhưng chắc đâu đó cũng nằm ở trong top 20. Bạn sẽ cần 3 lá bài Blue Eyes White Dragon và ma pháp dung hợp, ví dụ như là Polymerization dung hợp ra Blue Eyes Ultimate Dragon. Nó phải nằm ở trên sân và có sẵn Blue Eyes Shining Dragon ở trên tay để triệu hồi xuống. Như vậy tổng cộng sẽ cần đến 6 lá bài, 5 lá ở Main Deck và 1 lá ở trong Extra Deck. Trớ trêu làm sao, giả sử dưới mộ của bạn không có con rồng nào khác ngoại trừ các nguyên liệu dung hợp cho việc triệu hồi Shining, thì công của nó sẽ là 3.000 cộng cho 300 nhân với lại 3 Blue Eyes White Dragon và 1 Blue Eyes Ultimate. Như vậy thì mới chỉ có 4.200, thua 300 điểm so với Blue Eyes Ultimate Dragon, công là 4.500, ngộ hả các bạn? Tiếp theo là một hình thái khác của rồng trắng mắt xanh, đó là Blue Eyes Alternative White Dragon. Đây được coi là phiên bản được đào tạo lại của rồng trắng mắt xanh, khi hình minh họa bản gốc được thiết kế mới và thêm vào hiệu ứng. So với Blue Eyes White Dragon gốc là Normal Monster, thì Blue Eyes Alternative White Dragon mạnh hơn một cách vượt trội và cực kỳ hữu dụng. Tương tự với Blue Eyes Ultimate Dragon, chúng ta cũng có dạng đào tạo lại là Neo Blue Eyes Ultimate Dragon, và Red Eye Black Dragon thì có Red Eye Alternative Black Dragon. Hiệu ứng của Blue Eye Alternative White Dragon được thiết kế dựa trên lá bài ma pháp Bloodstream of Destruction, mô tả đòn đánh của rồng trắng mắt xanh. Nhưng mà Blue Eye Alternative chỉ tiêu diệt được một quái thú thay vì toàn bộ quái thú trên sân như là lá ma pháp. Nhưng mà bù lại thì chỉ có một mình nó bị ngăn chặn đòn tấn công mà thôi. Nếu bạn sử dụng ma pháp Bloodstream of Destruction thì tất cả rồng trắng mắt xanh đều không được đánh trong lượt đó. Blue Eyes Alternative Dragon được giới thiệu lần đầu tiên trong phim điện ảnh Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimension nhân dịp kỷ niệm 20 năm. Trong phim thì có đoạn Kaiba Seto triệu hồi quái thú này từ dưới lòng đất bay lên. Trong trò chơi Yu-Gi-Oh! Duel Links thì đoạn clip giới thiệu triệu hồi cũng giống như vậy. Duel Links. My dragons guide a new one to me. Come on out, Blue Eyes Alternative White Dragon. Và kể từ movie tới nay, con rồng này đã được in lại tới 5 lần cho các sản phẩm phổ thông. Gần đây nhất thì nó được làm đại diện cho hộp Ghost from the Past 2021, và dĩ nhiên là có độ hiếm Ghost Rare rồi. Giá đầu cỡ 4 triệu mấy 5 triệu hả các bạn? Hộp này thì vẫn còn ở m2dealstore.com, bạn nào muốn đi săn Ghost thì ghé qua ship về liền nha. Một phiên bản phương tiện giao thông cơ giới của Blue Eyes White Dragon có thể bạn đã thấy ở đâu đó rồi mà quên mất tiêu, đó chính là Blue Eyes Zed Dragon, là phương tiện giao thông nha các bạn. Blue Eyes Zed Dragon chính là Blue Eyes White Dragon Z, hay là máy bay phản lực hình rồng trắng mắt xanh của chủ tịch Kaiba Seto.
các bạn coi hoạt hình thì chắc sẽ biết tới chiếc máy bay này. Lần đầu tiên xuất hiện trong cuối giải đấu Battle City, sau khi Yugi đánh bại Maric, cả nhóm bạn của chúng ta vội vàng lên trực thăng rời khỏi đảo, còn chủ tịch và em trai thì ngạo nghễ lái chiếc phản lực rồng trắng này. Ở lần thứ hai thì trong movie Yu-Gi-Oh! The Pyramid of Light, Kaiba lái nó đi gặp Pegasus để tìm cách cuối cùng đánh bại Yugi. Lần thứ ba thì trong phim Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimension, trong phim Kaiba dùng nó để di chuyển tới hầm mộ nơi có bia đá ngàn năm để khôi phục lại mảnh ghép trò chơi. Với nét riêng vô cùng đặc sắc và thật xứng đáng để cái tàu bay này có phiên bản lá bài, phải không các bạn? Và Blue Eyes Dragon đã ra đời trong Booster Pack là Battle of Chaos vẫn đang còn hàng ở mhdealstore.com. Số tấn công của lá bài này là 3.000 điểm tương tự với Blue Eyes White Dragon, nhưng phòng thủ là 0 điểm. Effect thì mang tính hỗ trợ rất cao, ví dụ như là giúp cho các lá bài khác không bị tiêu diệt bởi hiệu ứng của đối thủ, triệu hồi trở lại sân dễ dàng và chọn lá bài đối phương điều khiển đưa nó về tay. Về dạng quái thú Synchro, Blue Eyes White Dragon có hai lá bài là Azurai Silver Dragon và Blue Eyes Spirit Dragon. Azurai Silver Dragon là một quái thú Synchro 9 sao, ngụ ý là sự triệu hồi đồng bộ hóa giữa rồng trắng mắt xanh với The White Stone of Legion hoặc là Maiden with Eye of Blue. Công thủ của nó là đảo ngược lại với rồng trắng mắt xanh với 2.500 công và 3.000 thủ, và bạn có thể thấy một tư thế khác của nó được mô tả trong lá bài ma pháp là Silver Cry. Sẵn đang nói về tư thế đứng thì ảnh minh họa của lá bài Azurai Silver Dragon giống với artwork này của Blue Eyes White Dragon. Còn tư thế trong Silver Cry thì giống với artwork này. Về cái tên gọi Azurai Silver Dragon thì có nhiều cái để chúng ta nói. Azure cũng có nghĩa là màu xanh da trời, khá gần với màu xanh dương là Blue. Nên Azurai và Blue Eyes cũng có nghĩa là màu xanh. Silver là màu bạc, nó cũng là màu trắng nhưng có hơi xám một chút xíu. Thực tế thì nó nhìn bình thường, màu bạc thì chúng ta cũng thấy màu sắc trắng của nó. Do vậy thì Silver Dragon cũng mang ý nghĩa là con rồng màu trắng. Tuy vậy, Azurai Silver Dragon lại không có chung nhà với tộc Blue Eye nói riêng. Quái thú Synchro thứ hai là Blue Eye Spirit Dragon. Đây là quái thú Blue Eye dạng Synchro đầu tiên được phát hành vào năm 2016 trong Booster Pack Shining Victory, với level và công thủ giống với Azurai Silver Dragon. Và có vẻ như là hiệu ứng cuối cùng của con rồng này là để dùng chung combo với lại Azurai Silver Dragon. Bạn có thể hiến tới Blue Eye Spirit Dragon để triệu hồi một quái thú Light Dragon Synchro từ Estrades ở trạng thái phòng thủ, trừ lá bài có tên giống nó. Quái thú được triệu hồi sẽ bị tiêu diệt vào cuối lượt này. Quái thú Azurai Silver Dragon là một Light Dragon Synchro và nó có thêm hiệu ứng quan trọng là không bị tiêu diệt bởi cả effect. Do vậy nó vẫn sẽ sống tốt trên sân sau khi được triệu hồi bởi Blue Eye Spirit. Trở lại với Blue Eye Spirit Dragon, nó có một phiên bản còn trẻ là Dragon Spirit of White. Cả hai con này đều xuất hiện trong lá bài ma pháp Beacon of White. Chắc kiểu như con rồng con đang chuẩn bị biến hình thành rồng già ha các bạn. Nếu xoay ngược hình minh họa của Blue Eye Spirit Dragon thì chúng ta có một tư thế đứng rất giống với lá bài Blue Eye Chaos Mask Dragon. Chúng ta tiến hành soi thêm một chút xíu nữa thì sẽ thấy con Blue Eye Spirit Dragon đuôi của nó có mọc lông rất là dài. Trường hợp của Legendary Dragon of White thì lại có cả tóc nha các bạn. Cả lông đuôi và tóc và móng của hai con rồng này đều có màu vàng gold ha các bạn. Từ đó chúng ta có thể đi đến một giả thuyết như sau. The White Stone of Ancients là quả trứng của rồng trắng mắt xanh còn nằm trong núi đá. Sau khi tách ra khỏi núi đá, chúng ta có lá bài The White Stone of Legion. Dĩ nhiên nó sẽ mong manh dễ vỡ hơn khi nằm trong núi đá, nên công của nó chỉ có là 300 và 250, bằng một nửa so với The White Stone of Ancients và bằng 1/10 so với công gốc của Blue Eye White Dragon. Quả trứng này sẽ nở ra một con rồng baby. Hiện tại thì chưa rõ con rồng baby này hình thù ra sao, nhưng mà vì rồng đen mắt đỏ đã có dạng Black Dragon Chick nở ra từ trứng nên chắc chắn là từ từ thì Blue Eye cũng sẽ có cái dạng chích của mình mà thôi ha các bạn. Thời gian trôi qua, con rồng lớn lên ở dạng thiếu niên, chúng ta có Paladin of White Dragon. Tiếp theo đó là ở dạng thanh niên là Dragon Spirit of White. Và từ đây sẽ có các dạng chứng chạc hơn ở các điều kiện khác nhau như là Normal Monster, Synchro Monster hay là Exist Monster. Một số biến thể khác cũng khá thú vị của rồng trắng mắt xanh có thể kể tới như là Blue Eye Stone Dragon, Malefic Blue Eye White Dragon, Blue Eye Titan Dragon và White Knight Dragon. Mình sẽ nói về chúng ở một dịp khác. Video ở đây là kết thúc rồi. Đừng quên like video này để thuật toán của YouTube giới thiệu nó đến cho nhiều người biết hơn. Và đừng quên đăng ký, bật chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ MHDeal Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.